Thì chào anh em, thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn, phần mềm chỉnh sửa tin nhắn cao cấp độc quyền của trung tâm ứng dụng phần mềm chúng tôi. Đấy, thì chúng tôi cung cấp tất cả những cái phần mềm Zalo, Viber, Line, Messenger trên Facebook, Kakao. Thì anh em có nhu cầu phần mềm nào thì anh em gọi trực tiếp, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em. Thì trong clip này tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên điện thoại. Đấy. Trước khi test tôi sẽ bật cái đồ chạy dây để đảm bảo cho anh em video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì sau đây tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho anh em thấy độ hiệu quả và chính xác của cái phần mềm này với anh em chơi lô đề. Đấy, anh em muốn chỉnh sửa con số anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi một nội dung tin nhắn. Ok, tin nhắn đến này anh em này. Đấy, anh em chú ý cái đồng hồ chạy dây anh em nha, lô 01 đấy 10 đấy, vào lúc 11:16. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp này để cho anh em thấy độ thay đổi cái số của nó anh em nhé, độ hiệu quả an toàn nó. Đấy, ok cho anh em. 0220 đã được chuyển đổi nhá. Thì với cái phần mềm này anh em chơi lô đề đấy, thì anh em yên tâm. Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh ok lại, tôi để 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em cái độ hiệu quả và chính xác của phần mềm này với anh em chơi lô đề. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi một nội dung tin nhắn đến anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, tôi mở đây. Đấy, vào lúc 11:17 anh em nhé. Đấy, lô 0330 vào lúc 11:17. Đấy, anh em chú ý tôi này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ ok lại này. Đấy, ok anh này. Đấy, em đã nhận được số này. Đã nhận được này, được số anh gửi này. Ok. Đấy, thì họ sẽ gửi cho mình này. Đấy, thì tôi sẽ để 1-2 phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em độ hiệu quả và chính xác của phần mềm này. Đấy, thì bây giờ là 1:51. Đấy, tôi sẽ để thành 3 phút. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em độ chính xác và an toàn của phần mềm này. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp vào số 0916514 số 4. Đấy, thì anh em sẽ được tư vấn hỗ trợ cài đặt phần mềm. Thì với anh em ở bên nước ngoài thì chúng tôi có đội ngũ nhân viên cao cấp lành nghề xâm nhập máy anh em và cài trực tiếp cho anh em tất cả các phần mềm Line, Messenger, đấy, Kakao, Viber anh em nhé. Thì chúng tôi có hai cơ sở khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông anh em vào cơ sở trực tiếp cài đặt phần mềm, test trực tiếp ok theo ý của anh em thì anh em mới phải chuyển phí cho chúng tôi. Đấy, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình anh em vào cơ sở trực tiếp anh em cài phần mềm anh em nhé. Với anh em bên nước ngoài thì chúng tôi sẽ xâm nhập máy của anh em và cài đặt trực tiếp cho anh em, cài đặt xong đấy, test ok theo ý của anh em thì anh em mới phải chuyển phí cho trung tâm chúng tôi. Đấy, bây giờ là 2:56, tôi sẽ để thành 3 phút để tôi sẽ chỉnh sửa. Vì lý do bảo mật cho anh em cũng như là cho bên công ty thì chúng tôi không lộ phần mềm. Thì anh em muốn biết chi tiết về phần mềm, anh em kết bạn Zalo vào số này 0916514 số 4 thì chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm và test trực tiếp cho anh em. Ok, đã 3:16 nhé. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa. Trong khi chỉnh sửa anh em chú ý cái máy này không sáng đèn, bắt đầu chỉnh sửa này. Đấy, ok, tôi đã chỉnh sửa xong. Bây giờ tôi sẽ mở tin nhắn ra này. Đấy, anh em chú ý này, vào lúc 11:17 này vẫn giữ nguyên thời gian này, lô đã chuyển thành lô 8899 anh em nhé. Ok, anh em đã nhận được số anh gửi này. Đấy, lô đã được chuyển thành 8899, thời gian vẫn giữ nguyên khi chỉnh sửa. Đấy, thì với phần mềm công nghệ này tôi sẽ cho anh em xem lại một lần nữa này. Đấy, anh em nhìn rõ này. Ok. Đấy, thì với phần mềm công nghệ này anh em sử dụng chơi lô đề thì anh em sẽ về bờ. Đấy, anh em sẽ lấy lại những gì anh em đã mất anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.